Hello mọi người, mình Vũ Bé Kinh đây. Hôm nay làm cái nhiệm vụ tổng hợp 5 chai ngũ vị hương nha mọi người. Cái nhiệm vụ này thì cũng đơn giản, không khó đâu, mà các bạn phải rất là tốn năng lượng luôn. Đây, ở đây thì các bạn sẽ nhắn vô phần nhân viên ha. Ở đây thì nó có 5 vị nha mọi người, chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Nó tương đương với là 5 cái ngũ vị trong cái nhiệm vụ ấy. Bây giờ mình sẽ làm cái cây nha, thì mình nhắn vô cái cây nha mọi người, nhắn vô cái cây thôi là nó ra quá trời luôn. Hai cái thì các bạn sẽ ghép thành một cái và thành là bậc 2 ha, bậc 2 xong lên bậc 3 xong đến bậc 4, bậc 5 nha mọi người. Bậc 5 là cuối cùng ha, và hai cái bậc 5 thì các bạn sẽ ghép thành một cái ngũ vị cây. Và mấy cái vị kia cũng tương tự nha mọi người. Và các bạn muốn nhanh nữa thì sử dụng tiền kim cương của mình á, hiện tại là mình có 500 kim cương luôn, mình ghép tha hồ luôn nha các bạn. Xong rồi mình được một cái năm nè, ngũ vị cây cấp độ 5 nè mọi người. Bây giờ mình sẽ ghép thêm một cái cấp độ 5 nữa thì mình mới thành một cái ngũ vị cây ha. Và tương ứng như mấy cái ngũ vị kia thì cũng tương tự như luôn nha mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng kim cương của mình ghép cho nó nhanh. Quay cho mọi người xem luôn. Đấy, hai cái này ghép thành hai cái này, thành cái ba rồi. Bây giờ mình cần thêm một cái ba nữa là đủ. Một cái nữa. Đây, cái này nữa là đủ nè. Một cái ba nè. Một cái bốn, cái năm này rồi, đủ luôn nha mọi người. Xong thành cái ngũ vị cây đó, và mấy cái vị kia cũng tương tự luôn. Rồi, đủ 5 vị 5 lọ luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sáng tạo ha. Giờ mình chế biến xong rồi mình nhận nhiệm vụ đã. Đây, tiến độ 5/5 rồi. 5 chai ngũ vị hương. Đấy, thì các bạn nhắn vô đây để mà sáng tạo thêm để mình làm nhiệm vụ đã. Sáng tạo ra nước lẩu mới nè, ở đây nó cũng có hướng dẫn luôn nha mọi người. Rồi, đi đến luôn ha. Rồi các bạn nhắn vô sáng tạo, tại mình có 5 loại ngũ vị rồi. Nhắn vô sáng tạo thì mình sẽ được món lẩu mới nha mọi người. 5 vị ha. Rồi, được món lẩu mới, món lẩu gì đây? Lẩu cù lao hoa cúc. Trời đất ơi. Rồi, được món lẩu mới nha mọi người. Rồi, hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn. Tiếp theo là phải lên thiết 2 để mà mở cái nhà hàng tiếp theo. Mình điểm cơ sở ok rồi nè, mình có còn điểm thức ăn nữa mọi người. Điểm thức ăn thì mình sẽ nâng cấp cái điểm thức ăn lên mới được, mới mở được mấy cái này ha. À nhầm các bạn ơi, mình thiếu điểm phục vụ. Cái điểm phục vụ này thì các bạn sẽ phải thuê thêm nhân viên ha. Thuê thêm nhân viên là cái điểm phục vụ nó sẽ lên. Không biết là mình sẽ thuê ai đây ta, chắc là thuê trong... thuê đầu bếp đi, thuê đầu bếp anh Vũ nè, hay là tiểu lô ta, mình sẽ thuê một cái đầu bếp ha. Rồi thuê anh Vũ luôn nha mọi người. Đó, rồi bây giờ mình đã lên thiết 2 rồi nè. Rồi hết 27.000 tiền. Ôi trời đất ơi, hơi bị mắc luôn nha mọi người. Trời ơi, thiếu tiền rồi, mua luôn nha mọi người, mua luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí phòng này lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cần điểm để lên thiết 3 nha. Đây thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cái điểm cơ sở của mình lên nha mọi người. Mình mới lên được thiết 3. Đầu tiên là phải nâng cấp cái quầy bar lên nè, tốn 20.000, trời đất ơi. Cái này 24.000 luôn các bạn, mà nâng cấp mấy cái này lên điểm cơ sở cũng cao nè, 30 điểm cơ sở nè. Rồi nâng cấp cái này đi, 30 điểm nè, lên. Rồi điểm cơ sở lên mới có 1.800 mà chưa đủ nha mọi người. Chắc mày phải sử dụng kim cương của mình để mua thêm tiền rồi, mua luôn nha mọi người. Rồi lên được 120 điểm cơ sở nữa. Ôi, vẫn còn 300-400 điểm mới đủ luôn. Rồi, điểm cơ sở cái này lên được 75 nè. Ok, mua luôn. Rồi, được 2.000 rồi các bạn. Mình sẽ mở thêm cái tủ đồ uống luôn. Lên được 75 cơ sở nữa. Rồi, 2.100 rồi mọi người ơi, gần đủ rồi. Các bạn ghế gỗ nè, được 40 nè. Cái này được 30. Cái này được 75 nè mọi người, 16.000 tiền, lên luôn. Đủ chưa ta? Trời đất ơi, gần đủ rồi. Thiếu nữa xíu nữa mọi người. Mình sử dụng kim cương của mình gần hết luôn ấy. Trời ơi, 30 điểm cơ sở đó nè. Rồi vẫn còn mấy chục điểm nữa thôi mọi người ơi, mấy chục điểm nữa. Ở cái này 50 điểm chưa đủ nè. Phải thêm một cái nó mới đủ hay sao ấy. Đúng rồi, phải thêm một cái nữa, mình thiếu đúng 3 điểm đó mọi người. Trời đất ơi, một cái nữa ha. Mình sẽ cái này đi. Cái này 40 mấy ngàn luôn, cái này 5.000 nè. Ok, sử dụng cái này luôn nha.
Rồi lên thiết ba nha mọi người. Trời đất ơi mừng quá đi. Rồi mở khóa. Mở khóa cái sofa này luôn. Rồi mở cái sofa này ra luôn. Rồi thêm bàn cho khách vô ăn nha mọi người. Xác nhận nè. Đấy. Ui một cái sofa chỗ này giống là phòng riêng rất là đẹp luôn ha. Ở chỗ này chắc bán rất là khách vô ăn rất là nhiều tiền luôn á. Rồi nhận tiền nhận nhiệm vụ để các kiểu nha mọi người. Rồi mở bàn ghế nè. Mắc 27.000 để mở bàn ghế ra nữa. Trời đất ơi đấy có bàn có ghế luôn. Rồi ha. Rồi lên thiết ba rồi. Chuẩn bị lên đồng 1 mới mở được cái nhà hàng. Mới trang trí được nha mọi người. Trang trí được các kiểu nè. Rồi cái này nâng cấp cái bộ bàn tròn lên là 18k tiền. Rồi có khách đang ăn nâng cấp không được hả. Rồi ôi rồi chuẩn bị sắp giàu luôn mọi người ơi. Rồi mình mới mở thêm phòng cho nên là mình sẽ tuyển thêm nhân viên nha mọi người. Ở đây thì có rất là nhiều nhân viên nè. Mình tuyển nhân viên này được không ta? Không được rồi, lên bạc 1 mới tuyển được cái tiểu thiên này hả? Trời đất ơi. Không được rồi, mình sẽ tuyển nhân viên khác nha. Đây, mình tuyển tiểu lưu đây. Đó, cho phục vụ nha mọi người. Xong. Rồi tuyển ai nữa không ta? Mình tuyển thêm A Văn, hình như cái người này cũng tụi mình tuyển không được luôn nè. Rồi cô tô này tuyển không được luôn. Trời đất ơi 56.000 tiền luôn ha. Mà tuyển được mới lên lên level cao hơn mới tuyển được mọi người. An ninh được các kiểu nè. Rồi mình sẽ tuyển thêm phụ bếp cho bưng bê rồi các kiểu nha mọi người. Đây 80.000 luôn trời đất ơi. Hơi bị nhiều tiền. Mình sẽ tuyển tiểu lô đi. Tiểu lô phụ bếp được không? Đầu bếp luôn chứ. Giang sư phụ tiểu lô đấy mình mướn tiểu lô nấu bếp luôn đi đấy. Ôi, giờ nhân viên của mình hơi bị đông rồi nha. Không biết là mọi người đang ở ranh gì rồi ha. Lên lên bàn đồ được chưa ta? Lên bàn là hết rồi đúng không mọi người? Mình sẽ nâng cấp món ăn lên để mà cái điểm món ăn của mình nó lên cho mọi người cũng như là mình bán được giá cao ha. Hiện tại là mình đã nâng lên 3 sao hết luôn rồi nè. Mấy cái món này chưa 3 sao bây giờ mình sẽ tăng lên lên luôn ha. Bạn nào chưa nâng mấy cái này thì vô nâng nha mọi người. Đấy, nằm mấy cái này thì các bạn sẽ bán giá cao hơn. Cùng với đó là cái điểm nấu ăn của mọi người á. Cái điểm ăn á sẽ cũng lên luôn. Đấy, thì các bạn sẽ nhanh lên bạc vàng hơn. Hình như ranh hiện tại là cao nhất là vàng đúng không? Trời ơi, ranh kim cương là khó, chưa mở đúng không mọi người? Ranh kim cương là chưa mở. Để mình nâng mấy cái này lên ha. Nâng mấy cái này lên thì nâng cái điểm thức ăn lên rất là cao luôn. Với lại là sáng chế món ăn mới lên nha mọi người. Trời ơi, hết kim cương, hết tiền luôn rồi nè. Nâng lên 3 sao hết nha. Rượu 3 sao hết luôn rồi nè. Rồi món ăn phụ có món này chưa lên 3 sao nè. Rồi để xem, đó điểm thức ăn mình lên 700 mấy thôi nè. Trời đất ơi, mình phải sáng tạo thêm món ăn mới các bạn. Điểm phục vụ của mình ok là mình mới mướn nhiều, rất là nhiều nhân viên luôn. Cho nên là các bạn sẽ sáng tạo thêm nhiều món ăn mới, nâng lên 3 sao nè. Mới cái điểm thức ăn nó mới lên ha. Rồi còn đây là nhà hàng của mình. Bây giờ thì mình sẽ đợi tiền của mình lên để mà nâng cấp lên đó nha mọi người. Nâng cấp cơ sở lên nữa. Được lên đồng là lên đồng 2 là được mở thêm phòng hay sao ấy. Đấy thì mình sẽ sáng tạo thêm thức ăn cho mọi người. Sáng tạo thêm thức ăn để mà cái điểm thức ăn mình hiện tại đang thấp quá. Mình phải sáng tạo thêm nhiều nhiều mới được.